Con gái của tuyển thủ nữ Việt Nam gọi mẹ bằng chị sau 8 tháng xa cách. Đã từng theo chồng bỏ cuộc chơi năm 2019, tiền vệ Hoàng Quỳnh được huấn luyện viên Mai Đức Trung triệu tập lên đội nữ Việt Nam chuẩn bị cho vòng lại ASEAN CUP vào tháng 7 năm ngoái. Và cũng từ ngày đó, cô gần như biển biệt xa con. Phạm Hoàng Quỳnh năm nay bước sang tuổi 30 và cô quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam cách đây 3 năm để lên xe hoa về nhà chồng. Khi cô con gái bé bỏng được 13 tháng tuổi và bắt đầu biết nói, Quỳnh bất ngờ nhận tin vui từ đội tuyển quốc gia. Khi ấy, Quỳnh chia sẻ, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc khi được huấn luyện viên Mai Đức Trung gọi trở lại đội tuyển. Khó khăn lớn nhất của tôi khi quay trở lại có lẽ là vấn đề thể lực vì tôi cũng đã 29 tuổi. Thời gian 2 năm qua, tôi lập gia đình và có em bé nên thể lực cũng giảm đi nhiều so với trước. Tôi sẽ phải nỗ lực hết mình để không phụ lòng sự tin tưởng của huấn luyện viên Mai Đức Trung. Tại vòng chung kết ASEAN Cup nữ 2022, Quỳnh cũng đã góp một phần công sức của mình để cùng đồng đội làm nên chiến tích vang dội cho tuyển nữ Việt Nam, giành vé tham dự World Cup 2023. Là cầu thủ duy nhất có con nhỏ trong đội, ngày trở về bên gia đình là niềm mong mỏi nhất đối với Hoàng Quỳnh. Tập trung cùng đội tuyển nữ Việt Nam và câu lạc bộ thi đấu giải vô địch quốc gia, Hoàng Quỳnh gửi con cho bà ngoại. Cô đã xa con khoảng 8 tháng và được gặp con đúng 3 lần. Quy trình bong bóng khép kín để tránh dịch Covid-19 đã khiến Quỳnh không thể thường xuyên về nhà thăm con mà gia đình cũng khó khăn hơn khi đưa con gái cô từ Đông Triều, Quảng Ninh lên thăm mẹ tập luyện ở Hà Nội. Gặp lại cô công chúa bé bỏng, Quỳnh nghẹn ngào không thốt nổi nên lời. "Em bé của cô có lẽ còn quá nhỏ khi mẹ ra Hà Nội tập trung đội tuyển nên vừa ôm mẹ, vừa gọi mẹ là chị ơi." Quỳnh bảo, nghe con gọi thế vừa buồn cười vừa thương, nước mắt cứ trào ra. Về với con được mấy ngày, cô bé con vẫn cứ gọi mẹ là chị. Hoàng Quỳnh vừa đưa lên trang cá nhân hình ảnh con gái và dòng trạng thái thật là nhiều cảm xúc. Hoàng Quỳnh chỉ được gần con thêm hơn 20 ngày nữa thôi vì đầu tháng 3, tuyển nữ Việt Nam sẽ lại tập trung rồi cho mục tiêu huy chương vàng SEA si Games.